Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em có đi xuống quán cũ và em đi mua một bộ loa hay là bầu Component 3 Series 2, một bộ loa vi tính. Cái này thì các anh chị dùng loa bầu hoặc là nghe biết về loa bầu thì cũng biết là về cái chất lượng của con này rồi. Về loa vi tính thì đẳng cấp nhất thì có thể nói đến thời điểm hiện tại thì đẳng cấp nhất vẫn là bầu Component 5. Đấy thì đỉnh nhất. Sau đấy một chút nữa thì là đến bầu Component 3 Series 2 này. Nó thực sự rất là hay. Vì cái cục này nó rất là nặng. Cái bát nó rất là chất tiếng. Và cái thanh, cái âm thanh từ hai cái loa con này 2.1 này thì thực sự rất là, phải công nhận là thực sự rất là hay. Ít người mà có thể chế được cái âm thanh của nó. Hôm nay em đi mua con này về thì đầu tiên là em để em nghe. Còn có anh chị nào có hứng thú thì em cũng để lại sau. Trước mắt em đưa về em nghe để thưởng thức ăn. Thì lâu nay thì thời tiết khó khăn này, khắc nghiệt này, rồi dịch bệnh hoành hành nên việc đi lại nó cũng ít. Đợt này thì dịch bệnh nó cũng có đã giảm hơn một chút và cái thời tiết nó đã mát mẻ hơn rồi nên tranh thủ đi trước khi mùa đông đến nó tuyết rơi. Thì đây là con Component Series 2, Component 3 Series 2 em định mua hôm nay. Đây là con loa 2.1 của Bo, công suất chất lực 96W. Và cái phụ kiện đi kèm thì có dây điện nguồn VAC, cáp kết nối. Ngoài ra thì là hàng cũ nên có một số chút xước sắt và bẩn, vết bẩn có. Bảo hành 6 tháng, sản xuất 2007. Con này thì ước lượng về độ nặng của nó thì cả bộ của nó phải ít nhất tầm hơn chục cân, rất là nặng. Giá của nó 2 triệu một mắn mốt này tương đương khoảng tầm 2.3 triệu ngày năm đồng, 2.3 triệu 2.4 triệu gì đấy, chưa kể cước về Việt Nam 2 triệu nó thành 4.4 triệu, chưa kể cước ship đấy và tiền công đi mua lấy vài trăm nghìn gì đấy thì nó cũng khá là cao. Về Việt Nam tới tầm 5 triệu, 5 triệu một chút. Thì ở Việt Nam em thấy nhiều người cũng bán bộ này có rơi khoảng tầm 5.5 triệu đến 5.7 triệu. Còn rẻ hơn nữa thì em cũng chưa thấy, mà có thể em không biết, cũng có thể người bán rẻ hơn nhưng không biết chẳng hạn. Thì quan trọng là chất lượng nó như thế nào và hàng nguồn gốc ở đâu. Hàng thì đối với những con mua quán như thế này thì các bác có thể yên tâm về cái chất lượng. Người ta đã test ok và niêm yết, người ta mới dám giãn bảo hành 6 tháng kia. Mình mua về đấy là trường hợp mà mình mua Việt Nam thì không nói. Nhưng mà ví dụ người ta mua ở gần đây người ta nghe thì người ta có cái tem niêm yết 6 tháng này rồi thì không tự dưng mà người ta dán tem niêm yết 6 tháng lên làm gì cả. Người ta phải đảm bảo chất lượng của nó thì người ta mới dám bán như thế. Em sẽ xem xung quanh một chút, nó hơi chật quý vị ạ. Nên là việc xem nó hơi khó khăn chút. Em sẽ lật nó lên. Con này US Pass này. Made in China à. Còn là Made in China quý vị ạ. Thế thì khả năng là phải tạm dừng con này rồi. Mình biết là sản xuất tại Made in China vẫn tốt. Tốt nhưng mà không. Về loa ấy, thì nói thật là chúng ta chơi loa, nghe loa chúng ta thường là chọn bow của Mexico hoặc là USA. Còn bow của China thì nghe lên nó cũng hay, nhưng mà nó có vẫn một cái gì đấy nó hơi khác một chút so với sản xuất tại USA và Mexico. Đấy là sự thật. Có thể là nhiều người không nghe quen hoặc là không có quan trọng lắm thì vẫn ok. Sản xuất bán tại Nhật là tốt. Tất nhiên cái đấy là em cũng công nhận không có khác. Đấy thì nhập khẩu được vào Nhật và Trung Quốc là hai cái thị trường rất là khó tính. Xem làm cho Canon và Sumitomo thì xuất hàng đi hai thị trường này khó nhất. Con này cũng rất là đẹp, giá 1.1 triệu. Tầm 2.3 triệu với 5 đồng gì đấy. Được, em sẽ chăm cứu xem có lấy con này hay không. Và trong khi đây thì em sẽ tranh thủ qua một chút cho anh chị cùng xem những con khác. Đây bầu AM5 và bầu 501Z. 501Z này có giá bộ 2 man khoảng tầm 4.5 triệu. AM5 này thì CD3 này thì 1.6500 tầm 3.5 triệu gì đấy. 3.5 triệu, 3.7 triệu gì đấy. Tất nhiên là sẽ có 4 cái loa con đi kèm mỗi loại. Và xung quanh này thì nó rất nhiều loa trầm súp này,
Thì anh sẽ quay một cái video về súc, đây có mấy con rất đẹp. Bác có thể thấy được hàng khủng SVK800 là bo 101 mm. Đây một con bán 494 này, một con bán 494 này mà nó đã gần 1 triệu rồi. 494 thì hiện tại nó là gần 1 triệu một cái. Và em bán cả đôi 3 triệu về Việt Nam mà nhiều bác còn chê, mua Việt Nam có 2 triệu mấy. Nhiều bác vào hỏi xong bảo là ở thế ở Việt Nam đắt rẻ hơn, có 2 triệu mấy. Vậy thì em không chơi được vì gửi tiền cước nó đã rất là cao rồi. Mà cái hàng loa ở shop nó khác cái hàng loa ở Việt Nam. Có thể là đi đường biển nó rẻ hơn là một. Thứ hai là cái nguồn gốc xuất xứ như thế nào thì không chắc chắn. Made in China hoặc là gì đấy thì rất là nhiều, nhiều loại, nhiều giá, nhiều kiểu. Nên là cũng khó biết. Ở bên này có mấy con tép kèn. Hôm trước có mấy quý vị anh chị có hỏi tép kèn JBL. Đây là tép kèn của Antech. Sợ đắt lắm. 3 mân 1 này tương đương khoảng tầm 6 triệu 3 triệu 4 rồi vậy ạ. Đắt lắm. Con này nguyên bọc mà Antech luôn, kèn to thế. Xa quay mới thấy được hết. Đấy. Bên kia là có mấy con loa Yamaha có chân dài. Đây là vẫn là bầu. Đây vẫn là loa bầu 301 series 5 27 con này nằm đây lâu rồi nhỉ. Người ta cứ chuyển đi chuyển lại góc này góc khác thôi để thu hút cái lượt xem. Nhưng mà vẫn chưa bán được đôi này từ năm ngoái. 27 500 thì tương đương thời điểm hiện tại nó gần 6 triệu một đôi như thế này rồi. Cước đôi này thì hơn tầm 12 cân một đôi. Chưa thùng thì có 13 cân. Hơn 13 cân một chút. Thế hiện tại 2.200 nghìn một cân này 2.6 triệu, 2.6 với 3 triệu. Với 6 triệu, 8 triệu 6, 9 triệu đắt. Với Việt Nam 301 là 9 triệu, series 5 là 9 triệu thì không thể bán nổi. Chỗ này thì bên này thì rất là nhiều loa center JBL Yamaha. Đấy. Còn đĩa than này. Đây có một đờn ông gì đây nè, GP700 này. Một cái dàn đờn ông. Quay quý vị anh chị cùng xem nhé. Con này thì đờn ông GP70. Thực ra là em tiện thì em quay luôn. Vì nếu mà quay một video mà có vài ba phút, mua một cái bộ loa kia thì nó ngắn quá. Mà lâu ngày không đi mất công đi thì tiện quay cho anh chị cùng xem một chút. Để có video cho quý anh chị cùng theo dõi kênh. Đây thì một cái dàn đờn ông GP70. Giá mới nó là 7.7 đấy. Và giá cũ giờ người ta bán gần 2 man. Sản xuất năm 2009. Không biết made in ở đâu. Trong này thì có ngăn đựng đồ luôn. Hai ngăn đựng đồ trên dưới này. Đấy. Lót vải đỏ rất đẹp này. Đây thì có dây loa ra trái phải này. Ở trên này thì có đĩa CD, có băng cassette. Đấy. Có CD FM AM này. Đấy, CD FM tần số này. Đây là có nhập xuất ra ngoài. Đấy. Từ ngoài vào ấy, AUX ấy. Rất là đẹp, gỗ rất đẹp chứ. Đấy, quay lại gần với anh chị một xem. Tí em sẽ đi xuống như kia, em quay luôn mấy con đồng hồ nữa. Cái này khoái đồng hồ vậy ạ. Thích cho tìm mấy cái đồng hồ để xem, để đeo với vị ạ. Tiện có vị nào có nhu cầu đồng hồ thì em sẽ tìm luôn. Và cũng xin nhắc lại là em chuyên nhất là về máy tính, laptop. Chuyên về laptop cỏ thôi. Còn laptop giá cao thì sự mà em nói là đưa về Việt Nam thì nếu mà giá cao thì rất nhiều, rất dễ tìm bên này. Nhưng mà đưa về Việt Nam thì nó thật sự là rất là kén khách. Thì người Việt Nam mình nhu cầu chưa quá cao. Họ tìm những con trên 10 triệu thì ít. Hầu như là chưa có khách nào hỏi em trên 10 triệu mà tầm 4-5 triệu thì nhiều. Cái tiền cước của nó thì quý vị anh chị cũng biết là em cũng công bố từ lâu nay rồi. Thì một cái máy tính và cước gửi về tầm 800 nghìn một con. Mà cao quá thì khó bán. Mà rẻ quá thì máy không ra gì. Không hẳn là không ra gì cũng dùng được. Nhưng mà nó là có thể là chậm đời rồi, lỗi thời rồi, là nó hơi chậm xử lý chẳng hạn này. Thì về cái chất lượng không được như yêu cầu. Nhưng mà cái người ta đảm bảo lấy là cái hàng của người Nhật bán vẫn còn nguyên cái linh kiện, chứ không phải là thay thế sửa chữa gì linh kiện. Còn hàng ở Việt Nam, hàng sách tay rất là nhiều, máy tính sách tay rất là nhiều.
Thằng bạn em cũng làm về chuyên laptop sách tay Việt Nam đấy. Thì nó bảo là lại hàng từ Trung Quốc thôi, chứ còn có thể nó xử lý gì bên đây Trung Quốc rồi, về mình xử lý thêm một số thứ cho phù hợp với nhu cầu của khách. Còn của em bên này thì là nguyên lễ của người Nhật thôi nhá, không có mua bãi, không nhặt bãi gì, không có hàng lập khẩm. Đây em tiếp tục, đây có một lo bầu 201 CD5 bằng 301 CD5 luôn, đắt thật, cũng nằm đây từ năm ngoái, đắt vậy ai mua được. Trên này có mớ này, 802 CD2 này, 89.000 20 triệu nơi này, một số bầu PV các thứ này. Thùng JBL, cái thùng không là 6,5 triệu nha quý vị. Ok, rất là nhiều lo cỏ bên này thì thôi, không quay, đó là phạt. Thôi thì đây này là sang quầy hàng học này, trước ở bên kia người ta chuyển layout sang bên này, đặt rất là nhiều, nhiều, kinh khủng. Thôi em xin chấm dứt video này tại đây, em xin hẹn gặp lại quý vị anh chị trong các video lần sau. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.